quá xót xa, chị Huệ cảm động và bật khóc, ngồi lẩm bẩm: Thanh Ngân ơi, bà ngoại nhớ con quá. Còn anh Dũng thì ngồi đút sữa cho Thanh Ngân và đốt nhang, thì cũng lẩm bẩm: Thanh Ngân ơi, về uống sữa với ông ngoại. Thanh Ngân ơi, về uống với ông ngoại. Những lời nói này làm cảm động một không gian tĩnh lặng. Bây giờ mà trước khi mình đi về thì em hỏi anh câu nè. Dạ. Sao mà bữa nay đột nhiên anh với chị với mấy cháu vô đây chị? Dạ, đứa bé nó về kêu hai vợ chồng vô, hô mã giờ quá giờ. Rồi sẵn hai chồng đi vô. À, thế là nằm chim bao thấy. Dạ, nằm chim bao thấy. Wow. Có không anh? Có chứ. Anh nói sao em nổi da gà hết trơn. Là kêu vợ anh hay kêu anh? Kêu tôi nè, kêu ngoại ơi vô mà bé ra mà dọn mã con quá trời dơ. Rồi Lâm xin chào quý ông bà cô chú nha. Thì hôm nay Lâm có đi đến đây là gặp anh Dũng với chị Huệ là chuẩn bị đi thăm mã của bé Thanh Ngân nha mọi người. Đây, đây là anh Dũng với chị Huệ nè. Bữa nay đi đâu anh Dũng? Đi ra mà thăm mã Thanh Ngân nè. Thì anh mã Thanh Ngân ha. Dạ. Rồi vậy bữa nay đi cúng cho bé Thanh Ngân ha. Dạ, dạ. À, đây là bà ngoại của bé Thanh Ngân nè. Bữa nay hai vợ chồng đi nè mọi người. Đó. Rồi thì cái câu chuyện mà hai vợ chồng đi thăm mã của Thanh Ngân như thế nào thì Lâm mời cô chú anh chị ngồi xem cái clip để tìm hiểu về Thanh Ngân nha. Đây. Đây là bữa nay anh Dũng với chị Huệ ra thăm mộ của Thanh Ngân nè mọi người. Rồi. Bữa nay anh Dũng mua Milo cho Thanh Ngân uống nha. Rồi. Cháu ngoại cho Thanh Ngân hả? Dạ. Con uống nè con ơi. Về uống mà sữa cho con nè Thanh Ngân ơi. Đồ bánh nè con. Sữa này cho nó ơi. Chị Huệ chị ngán không anh? Chị Huệ chị xúc động rồi. Cái này cắn gì mỏi rồi không còn cái răng kìa. Rồi rồi. Dạ, ăn bánh đi con ơi. Kêu bạn bè rồi về. Bè rồi ăn đi con. Kêu cô bác bên Âu Cầu rồi đó. Ăn đi. Rồi đưa ngang đây. Thì quay chỉ thương thương cháu dữ ha. Ra đây, chị quay chị cảm động hoài thôi qua đây mốt hạn chế qua cứ mệt thì xỉu luôn. Mốt hạn chế thì chị quay đi nữa. Ừ. Cái qua đây chị quay chỉ nhớ rồi qua đây bá mệt bá xỉu. Mình thăm cháu xong rồi cái lớp mình ra ngoài bụi tre mát mát hai cái mình nói chuyện chút xíu anh ha. Dạ. Em cũng dạ, muốn báo cho anh một tin. Con ăn bánh với chú ngoại. Dạ. Anh ăn ngay. Dạ. Ngoại ngay. Dạ. Con mẹ con cho mẹ nó mạnh. Dạ. 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 Con uống sữa đi con. Nè uống sữa anh ngay ơi. Uống sữa nè. Đó, của con nè. Đó. Mẹ thương con lắm đó, mẹ ngoài bỏ bò. Ờ, dì Huệ dữ khóc rồi. Nức nở cái trời. Ở dưới bệnh viện nha, là chị Huệ chỉ kìm dữ lắm nha. Ở dưới viện nó khóc à, đẹp lắm đó. Kìm dữ lắm. Con về uống đi con. Tại vì khi thấm nó biết á, chỉ kìm. Còn khi mà ra đây là chỉ không kìm được. Con uống sữa đi Thanh Ngân ơi, uống sữa nè con. Đó, sữa của con đó, uống đi. Sáng giờ anh ra đây lâu chưa anh Dũng? Mới ra tới hả? Dạ. Giờ độ mộ độ mẹ mày mạnh giỏi đi Thanh Ngân à. Thôi ngoại ra thăm mày con. Mình đi ngoại bỏ con biết mỏi cho con. Bánh đi. Nó. Bánh đi con, dụ bạn bè về ăn đi. Ngoại để cho ngoan nè. Đó, để ngoan đi. Chị Huệ lấy sữa đổ xuống cho Thanh Ngân đi chị Huệ. Thôi đừng khóc nữa. Chàng ơi, đừng nhiễu cho mã nó. Nghe không? Ừ, đừng khóc nhiễu nước mắt vô không được đó, không nên. Nó nhớ nước mắt vô mà mã cáo.
đổ sữa vô cho Thanh Ngân đi chị quậy nè. Ừ, đổ sữa đi. Đổ đây nè. Con sữa đây con, mẹ đỡ con uống đi con. Đỡ con mẹ con chứ mẹ con khỏe chứ con. Mẹ con cười lắm á. Đâu rồi? Ẩm cho mấy tiếng hồ luôn. Cảm giác hồi nào mới vừa đây nè, ẩm trên tay đây nè, mấy tiếng hồ luôn. Hello. Đến đi chị Huệ ơi, chị khóc hoài bé luôn đấy, bé không chịu đi nữa. Em thương nó quá anh em bỏ không được. Ừ. Bỏ là cháu không được. Ừ. Ừ. Người lúc nào cũng có cảm xúc trong cái nhà. Tại vì đi con. Bà ba đâu? Khi mà ghi hình ở dưới bệnh viện á, mà thấy chị Huệ mà cười đó, là chị Huệ gán cười để cho Thấm á, là không biết đó, nhưng mà trong nỗi thân tâm của chị Huệ là rất là đau buồn nữa cả nhà. Khi mà ra mộ cháu là lúc nào là cũng rớt nước mắt, ghê lệ chứ, rớt nước mắt. Ăn bánh ơi con, uống sữa nè, nghe nè, con uống sữa ăn bánh đi con, rủ bạn bạn ra. Phải đây ngoài thăm ba lần hai tiếng này nha con. Ừ. 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 Ngủ đi. Rồi thôi chị ơi, bây giờ anh có đói á, chạy lại nhà cầu kêu đi. Chạy lại nhà ông cầu kêu ngoại nghe không, chạy lẳng ông cầu ơi, kêu con ngoại con giùm, kêu con ngoại mua sữa vô cho con, chạy về lẳng á kêu ổng. Bữa đó ông ngoại dắt con đi lẳng đó nhớ không, bữa nay anh dọn sạch sẽ ha anh. Dạ. Quá trời lá tre, tôi không vô là cái như lá cây rồi thôi, dọn cái gì mà lúc nào cũng xúc động. Ừ. Cái rất là con nhảy bò ra nữa. Ừ. Cẩn thận anh Dũng, bé từ từ để chúng chúng mà. Ừ, từ từ thôi, đừng có gấp. Chàng ơi. Đi vô mát ngồi đi chị Huệ ơi. Ừ. Thôi vô mát ngồi đi chị Huệ. Nè, giống rồi. Rất là quanh. Quét cho con sạch sẽ chút. Cái giòn ở đây nè, cái đầu lên đó. Là cái chân đây ha. Cái chân đây nè. À. Để làm cho con sạch sẽ để bò tùm lum. Tại sao bữa không ba không nhổ giùm luôn nữa. Vậy là bữa nay anh nhổ trời, làm cho sạch lại ha. À. Thôi mình đi kiếm chỗ mát ngồi đi, kiếm chỗ mát đi chị Huệ, tuần này chị để chị nắng thôi, chị khóc nữa. Ừ. Đi ra trước cái bụi tre cả đi, đi nắng lắm. Ừ. Thôi đi. Đi trước bụi tre đi. Rồi cho mấy anh em mình di chuyển ra trước ha. Chứ chị Huệ ngồi ở đây hoài, chị Huệ có khóc mình cũng chịu không nổi. Đây là mùa khô quá trời nắng. Rất nắng. Trời ơi, ngồi tại vì vô, cách vô, đây khoảng vô, gần vô 4 ngày á. Dạ. 4 ngày trước thì em có điện cho Chiến. Dạ. Thì Chiến nó làm giờ cũng thứ bảy rồi. Dạ. Cho nên là em không có tiện xuống anh, tại em có mắc làm cái công việc của em đó. Dạ, dạ. Cho nên là thôi giờ để thứ hai. Dạ. Thứ hai qua tối quá rồi, rồi cái tới thứ ba nó lu bu nữa. Dạ. Thôi bữa nay nó mới xuống. Dạ. À, cho nên là bữa nay quyết định xuống á, gặp anh chị. Dạ. Thứ nhất là thông báo cho anh chị một cái tin vui. Dạ. Thì trong quá trình mà anh em làm mà cái clip á. Dạ. Về hình ảnh của gia đình mình. Dạ. Thì cũng được sự quan tâm của nhiều cô bác, trong đó có nhiều nhà hảo tâm. Thì em có một cái chị Lý Sương á, là chị á, là cũng là một mạnh thường quân lâu năm của em. Dạ. Chị có coi được cái clip chị khóc luôn mà. Dạ. Chị thấy rất là cảm động cái tình yêu thương của người mẹ đó, và cái lòng yêu thương của người cha. Dạ. Bên cạnh đó thì cũng có rất nhiều cái những cái lời thị phi. Dạ. Nó không đáng có. Đúng lý ra là mình cũng là một con người Việt Nam. Dạ. Da vàng mỏ đỏ thì người ta thường thường nói là cái người Việt Nam mình á
có cái tấm lòng yêu thương nhau dữ lắm so với tất cả những cái dân tộc trên thế giới, đặc biệt là các nước khác. Đó. Chứ người Việt Nam mình đó là lá lành đùm lá rách, lá rách đùm lá rách hơn. Mặc dù bà con ta là đi ra nước ngoài nhưng mà người ta là vẫn luôn luôn hướng về đồng bào ruột thịt của mình. Làm có tiền người ta hay giúp đỡ cho những người nghèo, đặc biệt là bà con nghèo ở Việt Nam. Chính vì thế mà cái tấm lòng yêu thương cao cả đó của con Việt Nam mình rất là chân thành và rất là đáng trân trọng. Ở bên cạnh đó thì có một số người á là đưa những cái tin nó là trái chiều, những cái lời nói là nó không có đạo đức, đó, làm cho mất đi cái nét đẹp thuần phong mỹ tục của người Việt Nam mình. Đó, người Việt Nam mình để cấu xé người Việt Nam mình thôi. Chính vì thế mà cũng mong rằng các anh em YouTube, đặc biệt là những cái anh mà hay nói về cái chuyện đời tư gia đình của người ta, thì mình cũng bớt lại ha. Tại vì lương tâm đạo đức của một con người á thì luôn luôn lúc nào mình cũng phải nhớ rằng chúng ta là người Việt Nam, da vàng màu đỏ, cái yêu thương dân tộc Việt Nam mình đùm bọc với nhau thì nó phải tốt hơn nhiều không, so với mình cấu xé, mình moi móc làm gì. Trong khi cái chuyện đã xảy ra rồi thì chúng tôi là những người đó là làm dịu cơn đau, còn mấy anh lại moi móc nỗi đau của người khác lên mà anh làm cái chuyện để mình câu view câu like. Vậy là không có đúng với cái đạo đức. Thì mong rằng mấy anh nếu mà nghe được cái lời Thanh Phương nói thì là hãy bình tâm mà suy nghĩ lại ha, đừng nên làm vậy nữa. Còn riêng về em thì hôm nay em cùng với anh em tới đây là cũng nói cho anh chị biết luôn là cái chuyện Lý Sương đó đó, có hỗ trợ cho gia đình mình một chút ít cái món quà để cho anh có cái khoản tiền để anh lo cho Thấm ăn uống bầu dưỡng. Bên cạnh đó thì một số anh chị em và bà ngoại rồi em út cháu rồi đó thì cũng có một ít quà. Thì thôi bây giờ mình nghỉ trưa xong rồi đó, mình thăm cháu xong rồi mình khỏe phải không? Bắt đầu anh em mình hãy lên đường về nhà ha. Rồi kêu giùm em mấy người mà có liên quan đó để đến có đủ mặt luôn, cái em nói em hỏi thăm luôn ha. Rồi ha. Thì anh em có ý kiến gì đó không? Bây giờ mà trước khi mình đi về thì em hỏi anh câu nè. Sao mà bữa nay đột nhiên là anh với chị với mấy cháu vô đây chị? Đứa bé nó về kêu hai vợ chồng vô hô mã giờ quá giờ. Rồi sẵn hai chồng đi vô. Thế là nằm chim bao thấy. Nằm chim bao thấy. Wow. Có không anh? Có chứ. Anh nói sao em nổi da gà hết trơn. Là kêu vợ anh hay là kêu anh? Kêu tôi nè, kêu ngoại ơi vô mà bé ra bà dọn mã con quá trời dơ. Rồi. Ghê, nổi da gà. Nổi da gà hết trơn, nói tới nghe nổi da gà hết trơn. Tại vì lúc mà mình thấy anh Dũng, lúc mà anh chạy xe đường đường kêu con đi với ngoại, con với ngoại, cái câu đó là anh là nó mến anh đó. Dạ. Cho nên là anh hay nhìn thấy nói ha. Dạ. Bữa ôm từ nhà thương ơi, ôm về đó là ôm cái tay đó. Em hỏi anh em câu nữa nha. Dạ. Là anh thấy cái đứa bé đó đó là nhìn mặt sáng lắm ha. Dạ, trắng. Trắng hả? Dạ, trắng trẻo lắm. Trắng trẻo mà gái. Gái. Dạ. Nửa lớn chắc đẹp lắm à. Dạ. Tối lúc đó kêu có mấy giờ anh? Có khoảng 11 giờ khuya. 11 giờ khuya hả? Dạ. Đang ngủ nó kêu ngoại ơi ngoại quá dơ rồi, quá dơ rồi. Đi vô làm cho con mới sạch sẽ lên giùm con. Cái dí nó kêu vậy đó ha. Dạ. Ngày nay anh thấy vậy anh mới rủ vợ vô luôn ha. Dạ. Nó nổi gà trên cả nhà. Dạ. Rồi bây giờ nghe nó mình hơi lỗ cục ha. Ừ. Thôi anh Dũng ơi mình đi về chổng đi chắc ngồi đi. Nghe là có tay có sáu đấu bằng hai ba da gà nổi luôn rồi đó. Cháu anh chứ em thấy em nổi da gà. Anh ngồi nghỉ ngợi chút xíu đi, tại vì nãy giờ nắng dữ lắm rồi. Dạ. Anh ngồi chút xíu mồ hôi quá trời luôn rồi. Thấy chị Huệ quá trời xúc động mà khi mà ra mộ cháu là có chị Huệ nè, họ nói là em rất là để chị luôn. Hồi lúc mà gặp chị ở bệnh viện là chị rất là cứng rắn. Không có khóc ghen. Chị nói chuyện bình thường mà ai cười nói chứ. Nói trơn nói chị Huệ vui. Cháu ngoại vậy mà chị thấy vui quá trời vui. Chị, nhưng mà lúc mà chị gọc mí rồi bắt đầu chị mới khóc. Hay quá ha. Cái là khi Thấm xuất diện rồi đó. Đại em cầm nó ổn nó tới sáng dài tới sáng luôn. Thôi mát luôn. Anh lên đây rồi. Sợ là ở dưới này hơn là nhiều cái sợ Thấm biết. Không có, sợ ở đó là nó ăn cắp cái linh mà cái xác nhỏ. Nói giờ hiểu rồi đó. Dạ. Rồi chị Huệ nên gồng.
dòng mà đến ngày hôm nay mà đến ra mộ cháu lần thứ hai mà nước mắt lại rưng rưng chịu, mình trong khi đó mình đứng mình quay mình chịu không nổi nữa. Bác sĩ là điện em là kêu Dũng ơi xuống là xuống âm sát cháu về, tôi xuống tới dưới là tụng đau lòng hả gấp 10 lần đó. Đúng là em nghe là em điện cho anh là anh khóc quá trời luôn mà. Đó. Nhưng mà có cái là em nể chị Huệ nè, là lúc mà chị ẩm với ẩm đứa cháu là mấy tiếng đồng hồ luôn hả? Dạ. Là tới 5 giờ sáng luôn là tới sáng giờ. Trời dưới bọn ác nó chập cái lấy sáng nhỏ. Tới 7 giờ luôn, ẩm tới 7 giờ, 7 giờ sáng luôn. Dưới phức tạp lắm. Dưới phức tạp. Nâng cấp đặng nó luyện liên linh này nọ đó. Đi vô lắm rồi đó, ẩm mấy bé trong này, một người thì mất núi ra đóng gì. Rồi bây giờ này, em chị nè, bây giờ thôi đi, bây giờ mình còn cái cảm xúc mà còn nhớ cháu quá thì mà phan ha, lâu lâu mình đi thăm chứ mình đi ra ngoài đó mình thăm cháu mà mình cứ sốc mà xỉu gì hoài. Hên này có anh Dũng ở đây rồi, nhiều khi đi một mình thì xỉu ai đó mà đỡ chị được. Khóc mà xỉu luôn á. Chị quá tôi đi xe chắc anh Phân không có nghe đâu. Anh điện em mà anh chụp máy chụp đâu được đâu, một tay bồng gì sao chụp máy được. Em điện anh quá trời luôn. Chị Huệ bữa nay đi ra ngoài đây thăm bé Thanh Ngân xe rồi. Mà đâu có điện chị, được đâu có cảm nghĩ gì không chị Huệ? Em đau luôn, bồng đau khóc luôn. Bữa điện gieo hai ba cục luôn mà bị gì âm nhỏ mà bé nó cuột quá nó cuột luôn. Rồi chị Huệ thấy sao mà khi mà anh Dũng nói hồi tối mà cháu Ngân về đó anh này anh thấy cho em không thấy em muốn không thấy ông thấy ông ơi mà ông thấy gì em không thấy sao vì trong ngoài anh Dũng á là lúc mà anh đi về anh kêu nó hoài đó thì nó mến ảnh nên anh nhìn thấy bởi vì có gì ẩm dặn nãy có gì lại nói với anh cố không gì đó còn anh còn nói với ngoại mà bởi vì dặn nó cho nên nó kêu ẩm kiếm bọn nào bé Ngân kêu chị mà chị ngủ mê quá không em không thấy nó thì bà ngoại ngủ mê quá. Tôi có dặn rồi, nó không có đói, chạy lên nhà cầu kêu. Kêu cầu hay cầu về kêu ngoại. Không kêu cầu mà kêu ông ngoại không hả? Không có, nó kêu như là dặn trước vậy đó, nó có lại đặng nhà cầu nó kêu. Còn nó không, có đói. Kêu anh nè, bởi vì nó kêu anh. Dạ. Để mến ông ngoại. Thì là có nói là chừng nào mà có đói bụng kêu ông cầu kế bên ha. Nhà ông đây nè, sát bên. Dạ. Nhà em mất cơm cúng rồi chứ, ba kia nó vậy ăn. Vậy ha, vậy chừng nữa. Nhà ông ngoại á. Chị Huệ. Vậy chừng nữa chị sẵn chị nhắn luôn, nói chừng nào có đói nhắn cho chị Huệ luôn. Dạ, ha, dạ. Kêu cho chị Huệ ra. Nhưng mà cháu uống sữa chứ chưa có cơm đâu, chưa có ăn ha. Mẹ em nói vậy đó. Em mới cơm cũng xíu cơm mà. Nói sòi nào mà chị có đây, chứ có cho cháu ăn á, mà chị có kêu cháu ăn á mà phải cơm nghiền. Dạ. Thành bộ. Bữa đó mua cháu dinh dưỡng á. Mua cháu ăn rồi thấm ông ăn chưa ăn thêm thêm đó. Đúng rồi, mua cái dinh dưỡng ha. Dạ. Kêu nó về cho nó rồi tắm nha. Thì mình có người lớn là nhỏ nhỏ nó nên lớn cho tới tháng nè. Sợ anh thấm nó nghe bác tử. Hồi nãy anh Phương vô anh hỏi là tôi chưa biết không chị. Tôi giật mình liền trời. Bữa nay là thấm chưa phát hiện. Bữa nay là nó không có bữa rồi. Là quay bữa nay mấy cụ coi. Nó biết chưa ta? Mấy clip rồi nó biết. Nó biết mà thấy mẹ nó khóc mà. Nó không biết nghe. Nó nghi thôi phải không? Nó nghi. Nó là con người ta, chứ không phải con mày đâu. Dạ, giấu nó đó. Anh Phương bước vô hỏi chớ giới liền. Tôi chớ liền đó. Dạ. Đúng rồi, nãy em thấy anh Dũng nháy mắt đó. Dạ. Tôi chớ liền, chớ lại liền cái con khác liền. Để nó biết cái nó buồn nữa, nó khóc nữa. Khóc âm sầm nữa. Nói này cũng về cũng định cho, mới có nói thì thăm bé. Dạ. Chị là chị nói là chị đi cúng đình ha. Dạ. Chị không nói là đi. Nói ở nhà đi để cúng đình chứ nhớ mày gì. Rồi thì như vậy đi rồi mà bây giờ mời anh Dũng đi về nhà rồi ok.